quê hương mình cực đẹp ha. Đáng à, được 2 tiếng đồng hồ. Trung tâm 6 là vẫn là làm thôi. Lúc chúng ta đó là lúng. Ta lên về nó chặt bít giá dần rớt rồi. Mua mấy trăm ngàn bỏ ra mặt tiền
Thôi chào bà con, hẹn gặp lại bà con video kế tiếp nha bà con.